Như vậy là ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đã đi qua được một nửa chặng đường. Nhìn vào cục diện bảng xếp hạng hiện tại, giải đấu số 1 nước Anh vẫn đang đem đến những diễn biến vô cùng hấp dẫn. Tâm điểm là cuộc chiến top đầu với sự góp mặt của 4 cái tên, đó là Liverpool, Arsenal, Man City và Aston Villa. Khi mà khoảng cách giữa các đội vẫn đang rất sát sao, khi chưa ai có thể bứt lên trong cuộc đua vô địch. Và cuối tuần này, ngoại hạng Anh sẽ bước vào vòng đấu thứ 20 với các trận đấu vô cùng hấp dẫn. Tâm điểm chắc chắn sẽ hướng về Anfield với màn tiếp đón Newcastle của Liverpool. Bên cạnh đó còn là những màn đối đầu với sự góp mặt của các đội thuộc Big Six. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, sau đây sẽ là nhận định vòng 20 ngoại hạng Anh, vòng đấu cuối cùng trong năm 2023 của K Cộng Sport. Sau thắng lợi nghẹt thở trước Crystal Palace tại vòng 19, Chelsea sẽ là ông lớn ra sân sớm nhất tại vòng 20 với chuyến làm khách tới sân của Luton vào lúc 19:30 tối thứ Bảy ngày 30 tháng 12. Tuy sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với tập thể tân binh nhờ đẳng cấp cũng như lực lượng vượt trội, nhưng đây được dự báo sẽ không phải một trận đấu dễ dàng dành cho The Blues, khi Luton đang có được một phong độ khá tốt với hai thắng lợi liên tiếp gần đây. Chưa kể thì họ cũng chơi rất hay khi được thi đấu trên sân nhà. Minh chứng là việc đã gây ra không ít khó khăn cho các ông lớn như Liverpool, Arsenal, Man City và gần nhất là thắng lợi trước Newcastle. Cùng với đó là sự khó đoán của mình, tập thể của Rod Edwards hoàn toàn có quyền tạo nên bất ngờ. Nhất là khi Chelsea vẫn tỏ ra khá chật vật khi đối đầu với những tập thể được đánh giá thấp hơn kể từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, The Blues cũng sẽ có quyền tự tin trong trận lượt đi. Binh đoàn áo xanh đã dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỷ số 3-0, chưa kể thì với sự trở lại của Christopher Nkunku trên hàng công. Sức mạnh của sư tử xanh chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Thực tế cũng đã chỉ ra, các chú Blues hoàn toàn có thể tin vào một kết quả tốt của đội nhà khi Chelsea toàn thắng Luton trong cả 4 lần gặp nhau gần nhất và không có trận nào mà The Blues ghi dưới 2 bàn cả. Ra sân muộn hơn, Man City cũng sẽ phải đối đầu với một tân binh khác là Sheffield vào lúc 22 giờ tối thứ Bảy. Với thắng lợi thuyết phục trước đối thủ đang có phong độ cao là Everton vào giữa tuần, Man City hiện chỉ kém đội dẫn đầu Liverpool 5 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn còn trong tay một trận chưa đá. Chính vì thế, The Citizen vẫn đang nắm lợi thế trong cuộc đua tới vị trí dẫn đầu. Với việc chỉ phải chạm mặt tập thể đang xếp chót bảng vào cuối tuần này, chiến thắng chắc chắn sẽ là mục tiêu mà đội chủ nhà hướng đến nhằm tiếp tục bám đuổi nhóm trên. Thực tế cũng đã chỉ ra, ngoài lợi thế mang tới sân nhà, binh đoàn của Pep cũng toàn thắng đối thủ trong 6 lần gặp nhau gần nhất. Chính vì thế, giới chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu dễ thở dành cho đội chủ sân Etihad. Về phía những vị khách, thành tích nghèo nàn đó với chỉ 2 chiến thắng từ đầu mùa giải cùng vỏn vẹn 9 điểm đã khiến họ ngụp lặn ở vị trí chót bảng. Và với một phong độ chạm đáy ở hiện tại, sẽ thật khó để binh đoàn của Chris Wilder có thể tạo nên bất ngờ. Nhất là khi Man City đang thi đấu cực tốt trên sân nhà với chuỗi 19 trận bất bại tại ngoại hạng Anh. Sau thắng lợi đầy cảm xúc trước Aston Villa, Manchester United sẽ khép lại năm 2023 bằng chuyến hành quân tới sân của Nottingham Forest vào lúc 0:30 ngày 31 tháng 12. Với sự tự tin đang dần trở lại sau thắng lợi vào giữa tuần, đặc biệt là hàng công đã biết nổ súng sau chuỗi 4 trận tịt ngòi, Manchester United sẽ hành quân tới City Ground với một quyết tâm rất lớn, qua đó hướng tới một chiến thắng để khép lại một năm 2023 với rất nhiều biến động. Nhưng đây được dự báo sẽ không phải một trận đấu dễ thở dành cho những vị khách, nhất là khi Nottingham sẽ có lợi thế mang tên sân nhà, cùng với đó là những màn trình diễn ấn tượng kể từ khi được tiếp quản bởi Nuno Santo. Minh chứng là tại vòng đấu vừa qua, The Forest đã có thắng lợi thuyết phục 3-1 ngay trên sân của Newcastle. Chưa kể là với việc đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Quỷ Đỏ tại lượt đi và chỉ chịu thua sát nút với tỷ số 3-2, Nottingham chắc chắn sẽ đạt quyết tâm rất lớn trong việc hướng tới 3 điểm. Tuy nhiên, thành tích đối đầu lại đang chống lại đội chủ nhà khi họ toàn thua Quỷ Đỏ trong 11 lần gặp nhau gần nhất. Và lần gần nhất mà Manchester United bại trận trước Forest đã là từ năm 1994. Vì thế đây được dự báo sẽ là một trận chiến vô cùng khó đoán. Nhưng Manchester United vẫn sẽ là tập thể được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng cũng như tiếng gọi của lịch sử. Sau thất bại trước West Ham, Arsenal sẽ tiếp tục bước vào một trận derby London khác với Fulham vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 31 tháng 12. Với đẳng cấp cùng lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, pháo thủ chắc chắn sẽ là tập thể được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà. Nhất là khi Fulham đang trải qua một chuỗi trận khá tệ với 3 thất bại liên tiếp. Rõ ràng sân nhà có thể được xem là điểm tựa duy nhất để đoàn quân của Marco Silva có thể hướng tới một kết quả có lợi. Nhất là khi họ đang thua kém đối thủ về mọi mặt, lực lượng cũng như phong độ. Chưa kể thì thành tích đối đầu cũng đang chống lại đội bóng áo trắng đen. Họ thua tới 8 và chỉ hòa 3 trong 11 lần gần nhất chạm mặt pháo thủ. Và lần gần nhất những người yêu mến Fulham được nở nụ cười chiến thắng trước Arsenal đã là từ năm 2012. Chính vì thế, khả năng cao sẽ không có nhiều bất ngờ trong trận chiến vào tối Chủ nhật. Thực tế cũng đã chỉ ra, Arsenal chắc chắn sẽ đạt quyết tâm rất lớn trong màn đối đầu sắp tới. Nhất là sau thất bại trước West Ham vừa qua,
pháo thủ đã đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Liverpool với khoảng cách hiện là 2 điểm. Đặt trong bối cảnh, Jacob sẽ phải thi đấu muộn hơn. Một chiến thắng để phả hơi nóng vào đối thủ chắc chắn sẽ là mục tiêu mà Mikel Arteta cùng các học trò hướng đến vào lúc này. Cũng ra sân cùng giờ với đại kình địch cùng thành phố, Tottenham sẽ được chơi trên sân nhà để tiếp đón Bournemouth. Với một phong độ khá tốt vào lúc này với 3 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất, cùng với đó là lợi thế mang tên sân nhà, Spurs sẽ được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều trong trận chiến sắp tới. Chưa kể thì thành tích đối đầu cũng đang nghiêng về phía đại diện thủ đô với 3 chiến thắng trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa cả hai. Tuy nhiên, đây được dự báo không phải một trận đấu dễ dàng dành cho gà trống, nhất là khi tâm lý còn đang bị ảnh hưởng sau màn thảm bại trước Brighton vào giữa tuần. Chưa kể thì Bournemouth đang có một phong độ cực cao với chuỗi 7 trận bất bại tại ngoại hạng Anh, trong đó có tới 6 chiến thắng. Nổi bật là những màn hủy diệt Manchester United hay Newcastle. Đáng chú ý khi trong chuỗi trận ấn tượng kể trên, không có màn so tài nào mà đoàn quân của Iraola ghi ít hơn 2 bàn một trận. Chính vì thế, khó khăn chắc chắn là điều đang chờ đợi đoàn quân của Ange Postecoglou. Rõ ràng đây hứa hẹn là một trận đấu vô cùng hấp dẫn và khó đoán. Và chưa dừng lại ở đó đâu, quyết tâm của gà trống lẫn The Cherries cũng sẽ là rất lớn khi Spurs chắc chắn muốn tận dụng lợi thế sân nhà để tìm kiếm 3 điểm, qua đó tiếp tục cạnh tranh cho vị trí trong top 4. Còn với Bournemouth, một kết quả tốt khả năng cũng sẽ giúp họ vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng. Là trận cầu tâm điểm tại vòng đấu này, Liverpool sẽ có màn tiếp đón Newcastle vào lúc 3 giờ sáng thứ ba ngày 2 tháng 1. Với phong độ rất cao ở hiện tại, khi chỉ thua duy nhất một trận kể từ đầu mùa giải và hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng, Jacob rõ ràng đang được đánh giá cao hơn so với những vị khách khi hiện trích chòe đang thể hiện một bộ mặt vô cùng thất vọng với chỉ duy nhất một chiến thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Qua đó tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và hiện đã cách vị trí thứ 4 của Man City tới tận 8 điểm. Rõ ràng nếu như không thể cải thiện phong độ ở hiện tại, việc tái hiện thành tích lọt vào top 4 mùa giải trước đang trở nên xa vời đối với đoàn quân của Eddie Howe. Rõ ràng một thắng lợi là điều cần thiết vào lúc này để giúp Newcastle vực lại được tinh thần. Tuy nhiên, việc phải làm khách tại Anfield và đối diện với một Liverpool đầy nhiệt huyết vào lúc này chắc chắn không phải là một thử thách dễ dàng cho đại diện vùng Đông Bắc. Chưa kể thì trích chòe cũng toàn thua Phượng Hoàng trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Thực tế cũng chỉ ra Liverpool chưa biết đến mùi thất bại trước Newcastle kể từ năm 2015. Cùng với đó thì binh đoàn của Jurgen Klopp cũng đang sở hữu chuỗi trận ấn tượng tại Anfield với 21 trận bất bại thuộc khuôn khổ ngoại hạng Anh. Chính vì thế, đây được dự báo sẽ là chuyến hành quân lay nhít dữ nhiều dành cho trích chòe. Ngoài những màn so tài với sự góp mặt của những ông lớn, ngoại hạng Anh vòng 20 còn chiêu đãi cho chúng ta những cặp đấu sau. 22 giờ tối thứ bảy ngày 30 tháng 12, Crystal Palace có màn tiếp đón Brentford. Một trận đấu hứa hẹn khó đoán khi cả hai đều đang thể hiện một phong độ chạm đáy vào lúc này. Brentford thì toàn thua trong 4 vòng đấu gần nhất, trong khi Crystal Palace còn tệ hơn với chuỗi 8 trận không thắng tại ngoại hạng Anh. Việc bất phân thắng bại trong 5 lần gặp nhau gần nhất cũng làm cho trận đấu này trở nên cực kỳ căng thẳng. Cùng giờ, tập thể đang bay cao là Aston Villa sẽ có cơ hội tìm lại mạch thắng sau thất bại vào giữa tuần với màn tiếp đón Burnley. Với một phong độ cao cùng lợi thế sân nhà, binh đoàn của Unai Emery đang sáng cửa trong việc giành chọn 3 điểm. Burnley thì đang ngụp lặn ở phía cuối với vị trí thứ 19 cùng 11 điểm vỏn vẹn. Cùng vào khung giờ trên, Wolves sẽ có màn tiếp đón Everton. Với một phong độ rất tốt ở hiện tại khi thắng 3 trong 5 vòng đấu gần nhất, cùng với việc đang chơi tốt trên sân nhà với chuỗi 7 trận bất bại, Wolves chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn so với những vị khách, những người đang có phong độ không tốt với 2 thất bại liên tiếp gần đây. Trận cầu muộn nhất tại vòng đấu này sẽ là màn tiếp đón Brighton của West Ham vào lúc 2 giờ 30 sáng thứ tư ngày 3 tháng 1. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ khá tốt ở hiện tại khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất, West Ham đang được đánh giá nhỉnh hơn so với những vị khách, đội chỉ thắng được 2 trong 5 vòng vừa qua. Tuy nhiên, chim mọng biển cũng sẽ có quyền tự tin khi thắng tới 3 trong 5 lần gần nhất chạm mặt búa tạ. Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua 10 cặp đấu hấp dẫn thuộc vòng 20 ngoại hạng Anh, vòng đấu cuối cùng của năm 2023. Liệu sẽ có những bất ngờ nào diễn ra và đội bóng nào sẽ dành tặng cho người hâm mộ của mình những món quà đầy ý nghĩa trong dịp đầu năm mới 2024? Hãy để lại ý kiến cùng dự đoán của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Và cũng nhân dịp năm cũ qua, năm mới sẽ đến, các cậu Sport xin gửi những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất tới toàn thể các quý vị khán giả đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng các cậu chúng tôi. Kính chúc mọi người sức khỏe, vạn sự như ý và cuộc sống đong đầy niềm vui. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trên các cậu Sport. Happy New Year! Quà tặng cuối năm từ các cậu, giảm 50% combo chọn bộ các cậu HD và thuê bao gói trọn vẹn.